Có chục trứng gà của nhà, ông mang đi bán, mai lấy tiền mà đi cỗ. Ừ, thế trứng này bán bao tiền một quả à? Mà đến nhà ông Tùng này suốt ngày mời cỗ, vừa hôm qua dỗ ông cụ ngoại, mai lại dỗ ông cụ trưởng cảnh. Trứng này ông bán 3.000 một quả cho tôi. Ông phải bảo với khách là trứng gà sạch nên nó hơi đắt một tí là 3.000, chứ loại trứng gà không sạch cho không người ta. Tôi hiểu rồi, mình nói như thế là tôi hiểu rồi. Thôi ông đi đi, mà mắt mũi ông như kia, ông đi bộ cho tôi. Mà đi sát rồi rìa bên phải đường ấy. Tôi cũng phải là trẻ con đâu mà mình dặn dò ghê thật đấy. Thôi tôi đi nhá. Đi thế này là sát vào rìa đường rồi còn gì nữa. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Em đã đến, và đã đến như sóng xô. Nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà ông trời đánh ở chợ buổi ẩm thế. Ôi trời ơi, lần này... Chú ơi, trứng này bao tiền chú? Trứng này nhá, chú phải phân tích cho thằng cháu hiểu như này, không lại bảo là chú bán đắt. Trứng nhà chú ấy là trứng gà sạch, 3.000 một quả. Trứng mà không sạch nó mà cho không, vợ chú bảo thế. Thế để cho cháu 5 quả đi. Đây thì cháu lấy cháu chọn đi nhá. Khiếp ghê thật, thế này mà chú lại bảo trứng sạch. Trứng dính toàn cứt gà đây này mà kêu trứng sạch. Thôi thế như thế này nhá. Theo đúng như sự chỉ đạo của vợ chú ấy, thì thôi cháu lấy 5 quả trứng này nó bẩn không sạch thì thôi thì chú cho nhá. Thế chú cho cháu thật à? Thế cháu xin nhá. Cháu cảm ơn chú. Thôi cháu đi đây. Cháu chào chú. Về nhớ rửa sạch đi nhá. Hà giọt cho ta 100.000 chùm rượu độc, đừng một lời nào mai miệng cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em, từng chén buồn cay đắng. Đóng tiền vé chợ đi đại ca. Kính thưa anh, thu vé chợ rồi. Em có mấy quả trứng từ sáng giờ bán chưa được đồng nào anh ạ. Tôi có biết được ông bán được cái gì đâu mà. Thôi như thế này nhé, anh thu vé chợ nhé. Thôi thì ở đây thì em cũng chả có tiền mặt, thì thôi còn mấy quả trứng thì anh lấy lốt giúp em, để em hết hàng em về. Thôi được rồi, lần này tôi linh động giải quyết cho ông đi nhá. Thế này cũng hết hàng rồi, thôi đi về. Cảm ơn các bạn đã xem video hài của Sự Béo Vlog. Những lời động viên, những lượt chia sẻ là niềm động lực rất lớn để Sự Béo Vlog cho ra những video hay hơn nữa, để mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và nụ cười ở trên môi. Tuy nhiên là làm dâu chăm họ thì Sự Béo Vlog cũng không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Đấy, vì vậy rất mong những người mà chưa yêu quý hoặc là không yêu quý Sự Béo Vlog thì có thể bỏ qua, không sân si và không buông ra những lời cay đắng. Sự Béo Vlog làm video hài không mong muốn gì hơn là khán giả có những niềm vui và sự sảng khoái sau những giờ làm việc vất vả. Các cụ có câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.
Đấy, vì vậy xem video hài của Sự Béo là một liều thuốc bổ miễn phí thì mọi người tội gì mà không xem, có phải không ạ? Cảm ơn các bác, các cô, các chú, anh chị em, bạn bè thời gian vừa qua ấy đã ủng hộ kênh Sự Béo Vlog rất chi là nhiều. Những tình cảm đó Sự Béo Vlog luôn khắc ghi ở trong lòng. Đấy, luôn khắc ghi ở trong lòng ạ. Một lần nữa Sự Béo xin chân thành cảm ơn ạ. Sự Béo Vlog yêu tất cả mọi người rất nhiều ạ.